trong tay của chúng tôi không được để cho một ai chị các chị này trùng ra đây hỏng ở bên này đứng ra đây đừng có nâu gối như thế rồi cứ phải 2-3 đều như thế mới thắng được. Phải 2-3 đều vào thì mới thắng được. Đang thử phỏng vấn một chị xem nào, phỏng vấn một đồng chí đó nào. Đâu đâu rồi, chúng ta có thời gian là 30 giây cho đến 1 phút để chúng ta nghỉ ngơi, lấy lại sức. Đang quay đấy. Chị này là chị vật vã nhất của đội này. Không sao chị ạ, em thấy chị là một trong những người chơi nhiệt tình, chơi hết mình và chơi không biết là mình tốt sức hay không. Nhìn người chị này em có thể nói lên tất cả. Chị ơi, chị cho em hỏi nè, động lực gì mà khiến cho chị chơi một cách nhiệt tình như thế ạ? Dạ. Chị cứ nói to đi. Chị ơi, chị cứ nói to đi, chị cứ mạnh dạn, chị đừng có cười nào duyên. Em có cười được ạ. Ôi dồi ôi, chị xấu hổ nhá. Thôi mọi người, tạm thời là chị gái này, chị rất là mệt. Chị chơi, chị giật ba, chị thử quá.